1 này, 2 này, 3 này. Ôi trời ơi. Ôi trời. Anh. Ủa? Tập làm gì cho nó mất sức ra? Thì anh tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để phòng lúc lâm trận ấy nó đỡ bị chuột rút. Anh ấy là làm hư em lắm nhá. Hư cái gì? Mình cứ ngoan ngoài đời, còn hư trên giường một tí nó càng đáng yêu, càng được việc thì sao? Tình yêu của anh, chiều anh tí nhá. Hôm nay nhá, anh sẽ cùng em phải đam mê theo một kiểu là cuồng nhiệt luôn nhé. Mà kỹ thế. Anh phải khởi động thật kỹ để cho sức khỏe nó lên, để còn cho em rực rỡ hoành tráng chứ. Ui. Thế được mấy phút? Hôm nay nhá, anh khẳng định với em luôn, anh sẽ cho em sung sướng lên đến 10 phút. 10 phút hay là 1 phút? 1 phút là 1 phút thế nào? 10 phút. Chồng người ta thì được 30 phút, thậm chí là 1 tiếng. Để chồng mình 1 phút. 1 phút là 1 phút thế nào? Em cứ nói thế. Anh bảo này, nếu như hôm nay ấy, mà anh rực rỡ làm chủ trận đấu được 10 phút thì em phải thưởng cho anh nhá. Thế không làm được thì anh mất cái gì? Không làm được, không làm được thì em muốn sao cũng được. Nhưng mà anh mà làm được nhá, em phải thưởng cho anh tiền. Thưởng tiền? Ừ. Bao nhiêu? 100 triệu. Làm cái gì mà 100 triệu? À, anh kể em nghe nhá. Hôm nay ấy là sáng anh ra ngoài đường, anh xuống anh lấy xe là anh thấy hình như đêm qua trời mưa, hai con tắc kè nó yêu nhau hay sao, nó rơi bộp nhát xuống kính, thế là vỡ kính xe nhà mình. Cho nên anh đang cần 100 triệu để đi sửa xe. Tắc kè gì mà rơi vỡ cả gương? Thì anh biết làm sao được. Tắc kè nó yêu nhau xong là nó cuộn tròn lại, nó giống như cái viên gạch ấy, nó rơi xuống dưới thì chả vỡ kính xe. Thì anh ra mà bắt được hai con tắc kè. Để tắc kè kiểu gì? Tắc kè nó là động vật, nó không phải là người đâu, mà nó có tiền nó đưa cho anh mà bắt đền nó. Em mà không cho anh tiền anh đi sửa xe là lúc nào em cần xe anh không có xe đưa đón em nữa, em đi taxi đấy. Thôi được rồi, để xem nó làm được việc không đã. Cho anh luyện thần chú một câu nhé. Rồi anh vào anh làm chủ trận đấu. Cô ấy là Ngọc Trinh, cô ấy không phải vợ thôi. Cô ấy là Ngọc Trinh xinh đẹp, cô ấy không phải vợ thôi. Đích thị cô ấy là Ngọc Trinh, cô ấy không phải vợ thôi. Rồi. Bây giờ làm nhé. Vợ ơi, anh làm chủ trận đấu đây. Anh hôm nay ấy đúng là một con ngựa bất kham, khỏe thế. Người ta em đẹp quá đấy. Anh nhá, không những làm ngựa ấy mà còn làm tê giác, làm vô cũng làm được. Cái số tiền mà anh nhờ em vay giúp ấy, em đã giúp được cho anh chưa? Em cũng hỏi một số nơi rồi. Nhưng mà chưa xoay được. Sao lại chưa xoay được? Hay là em được chốt cho anh 10 triệu nhá. Còn 90 triệu thì sang tháng em sẽ cố gắng đi xoay. Nếu mà được, em sẽ đưa nó cho anh. Không được. Nếu ngày mai em không trồng đủ 100 triệu ra đây nhá, thì anh sẽ tung clip nóng của chúng mình lên. Cái gì? Clip nào? Clip chúng mình đã nái với nhau ấy. Anh dám quay lại cảnh của chúng ta à? Làm sao? Bây giờ chúng mình yêu nhau đúng không? Thì cái việc mà quay lại là chuyện hết sức bình thường. Ở ngoài kia nhá, đầy người người ta cũng làm đấy. Trên mạng cũng đầy đấy. Anh mau đưa điện thoại đem xóa đi. Đừng gì phải xóa, để làm cái tư liệu sau này xem lại nó vui. Thôi được rồi, ngày mai em sẽ đưa đủ cho anh 100 triệu. Nhưng với một điều kiện, em cấm anh để lộ clip này ra ngoài. Được. Nếu có phải ngoan không chứ. Giỏi ơi,
cái chuyện gì mà em gọi điện cho anh loạn cả lên thế? Anh à, em gọi anh về là hỏi xem anh có 100 triệu cho em vay chưa? Tiền á? Ừ. Anh hỏi ý kiến chị rồi. Chị bảo là tháng này chưa lấy lương, để tháng sau có gì thì chị bảo sau. Không được đâu, anh hứa là anh cho em mượn hôm nay rồi, anh không có là em chết đấy. Ơ, sao em lại đi, em chưa có tiền mà em hứa với nó làm cái gì? Thì anh chả bảo là cho em mượn của gì. Anh bảo bao giờ? Anh nói là anh hỏi ý kiến chị. Nếu mà chị cho vay thì lúc đấy thì anh mới bảo anh đưa tiền cho em chứ. Thôi được rồi, anh không có thì em đi bán hoa vậy. Này, gì? Đi bán hoa á? Vâng. Em nghĩ em bán được bao nhiêu tiền? Chứ anh nhìn người em như thế chả lẽ không được 100 triệu à? Úi giời, người như này nhé, anh nói thẳng luôn, giỏi lắm thì được 5 triệu, mà có khi được 5 lít. Nghĩ sao mà được 5 lít? Này, lần trước anh đi rồi, con bé nó còn đẹp hơn em, chân dài hơn em, mà anh đi có 350. À, anh nói anh đi à? Em mắc chị vậy. Này, phước bẩn. Thế không thì em đi nhảy cầu đây. Này, sao đi nhảy cầu? Bây giờ anh không cho em mượn tiền thì em phải đi nhảy cầu thôi sao? Ôi trời, bây giờ có cả cái thể loại không có tiền cho bạn trai thì đi nhảy cầu. Này, ngày xưa không biết là em ăn cái cơm gạo gì ở quê mà sao em ngu thế chứ này. Chứ cái cơm gạo ở trên thành phố là không có người ngu như thế đâu. Thôi được rồi, tôi biết là cô đã bấn lên vì tiền này, tôi đã bắn vào tài khoản cô rồi đấy. Kiểm tra đi. Ô thế hả anh? À, em nhận được rồi. Cảm ơn anh rể yêu quý của em nhá. Thôi em đi đây. Đi đâu? Em đi gặp anh ấy đưa tiền. Chứ đi đâu nữa? Cái thời buổi bây giờ lại phải gặp mới đưa tiền. Bắn tài khoản là xong. Không được đâu, phải gặp trực tiếp cơ. Tại vì là anh ấy đang cầm cờ gì? Cầm cái kéo cắt mi của em. Thằng ấy nó giữ cái kéo cắt mi của em làm gì? Nó định cắt cái gì? Anh không phải hỏi nhiều đâu, cứ biết thế đã nhá. Em đi đây. Này! Gì? Tôi thấy tên là Trần Văn Moi là cái tên của nó là không đáng tin tưởng đâu. Cô ra hẹn gặp nó ở quán cà phê nào thì là báo cho tôi địa chỉ. Có gì là anh sẽ đến tận nơi nói chuyện với nó nhá. Thôi được rồi, anh cứ yên tâm nhá. Em đi đây. Này, thằng Trần Văn Hoài, mày đừng tưởng mày lấy tiền em gái tao vậy nhá. 100 triệu không phải đơn giản đâu. Tao sẽ ra tận nơi tao xem bộ mặt mày như thế nào. Hiện nguyên hình đi em ạ. Nhá. Trần Văn Hoài. Ô, em đến rồi à? Em ngồi đi. Em sao thế? Sao chăng gì? Tôi đã chuẩn bị đủ 100 triệu cho anh rồi. Bây giờ ấy, anh đưa điện thoại đây để tôi xóa clip. Ơ hay, xóa là xóa thế nào? Ai bây giờ lại chơi cái trò thả ga ra mà đuổi, mệt lắm. Tốt nhất ý, em cứ chuyển khoản vào cho anh ấy đủ 100 triệu. Lúc đó anh đưa máy cho em ấy, em thích xóa gì xóa. Anh cũng chắc lắm nhở? Đấy. Thôi được rồi, anh đọc số tài khoản cho tôi. À, 123-456-0708-1997. Được chưa? Khoan! Cậu Trần Văn Ngoài này. Dạ. Có nhớ anh không? Hả? Em nhớ. Nhớ anh à? Vâng. Thế hôm nay em hẹn em gái của anh ra đây. Hình như nghe đâu có cái thông tin là em dọa tung clip nóng. Nếu không là em tống tiền bắt phải đưa cho em 100 triệu đúng không? À, anh ơi, cũng phải, anh hiểu lầm rồi. Em với em gái anh ấy là người yêu của nhau, cho nên là cái việc mà quay clip nó là chuyện hết sức bình thường. Với cả là bọn em cũng có cho anh xem đâu. Bọn em yêu nhau thật lòng mà, em nhỉ? Bình thường à? Vâng. Này, nhìn cái kính của anh này, chú có nhận ra được là kính gì không? Đây anh xin giới thiệu, anh mới mua ở bên Trung Quốc về. Kính chiếu yêu đấy. Nhìn phát là ra con yêu quái ngay. Này, không qua được mặt thằng này đâu nhá. Em gái, nói luôn, xem có phải thằng này tống tiền em không? Dạ chính xác anh ạ. Em đã ghi lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của anh ta và có cả tin nhắn nữa. Tôi đã báo cáo các đồng chí công an rồi. Đấy, có bằng chứng rồi đấy. Như vậy là đã đầy đủ bằng chứng để kết luận
anh là có hành vi sử dụng clip nóng để tống tiền. Còn bây giờ mời anh theo chúng tôi lên phường để làm việc. Anh ơi, em xin anh. Ui, thế này, vào trong tù mà ăn cơm nhà nước ngủ có người cai nhá. Anh rể ơi, may là có anh mà hôm nay em không bị mất 100 triệu. Anh nói cho em biết nhá, em yêu đương thì phải lựa chọn tìm hiểu cho nó kỹ vào. Lại đi yêu ai cũng yêu, yêu cái thằng Sở Khanh tên là Trần Văn Moi đã là hỏng rồi. Em biết rồi. Mà thích có người yêu thì đi gặp hội bạn của anh. Còn mấy cái ông đại gia cô đơn mà đang tìm bạn gái đấy, anh giới thiệu cho, không cần phải nghĩ nhá. Thôi đi về nha. Rồi em biết rồi, một tí nữa em xuống rồi. Không, không phải chuẩn bị quà cho em đâu. Yêu thế thế. Em biết rồi, thế nhá. Bỏ với yêu nhiều. Ủa, tình cảm thế. Lúc nào bọn em chẳng lòng nào với nhau. Biết rồi, ai chẳng biết đâu tình yêu đẹp. Chả như mình, muốn tình cảm cũng chẳng có ai để mà tình cảm. Sao đấy, tao chịu em héo uốn đấy hả? Chả héo, làm gì có ai để hôn, làm gì có ai để hẹn hò mà chả héo. Thôi, nghe cái giọng này biết đầy giận dỗi rồi. Đi đi cùng bọn em. Xuống dưới trò cái câu cá, xong rồi nướng cá dưới đấy á, vui cực kỳ luôn. Điên, tự nhiên hai người yêu nhau rủ ra đi cùng là kỳ đà cản mũi à? Hay là đứng để chứng kiến hạnh phúc hai người? Để người ta héo hon thêm. Thế bây giờ chị muốn làm sao? Làm sao để biết rồi đấy, tìm cho tôi một anh như thế là được. Chị không cần phải tìm. Em biết nha, có một chỗ ở đấy đủ tất cả các gu của chị luôn. Chị thích như thế nào có hết như thế. Thật? Cao to đen hua có không? Có. Sạch sẽ trắng trẻo có không? Có hết, không thiếu bước gì luôn. Thật? Ở đây. Từ từ đã. Hả? Gì đây? Sao cái mặt của chị làm sao đây? Làm sao? Đây này. À. Eo ấy, không hiểu tại sao mấy tháng nay nhá, nốt đen này nó cứ xuất hiện trên mặt chị không phanh. Càng ngày nó càng đậm mà không biết làm cách nào bây giờ ấy. Chị cũng thấy tự ti với cái nhan sắc này, có dám ra đường đâu. Thôi chết rồi chị ơi. Hả? Chị có biết là mấy cái nốt này của chị làm cái nhan sắc của chị bị giảm 7 phần công lực không? Biết chứ, 9 phần luôn ý. Mà chả biết làm cách nào cả, lại càng héo hơn thêm. Thôi đừng lo. Em nghĩ là do thiếu cái chuyện đấy thì cũng làm cho mình bị héo úa rồi trong tâm hồn ý. Nó cũng bị ảnh hưởng ý đúng không? Ừ. Thế thôi bây giờ mình giải quyết từng chuyện một nhá. Ừ. Ok, đi cùng em. Đi. Bốc vác hả? Tôi ra này như một số cầm chục tinh thần ngày đây. Sao? Ôi cao to lên hôi của em đây. Em đứa. Chú ơi, con cần người nào trẻ hơn ạ? Trẻ đây. Dài đẹp, trẻ. Người từng nhầm. Chị không nghe câu gầy là thầy tất cả. Hỏi thật nhá, dạ. Liệu cái sức khỏe của em ấy có thể bốc vác được bao nhiêu cân? Em á? Ừ. Dạ, em mỗi tay có thể bốc vác được 50 cân ạ. Ê, hai chị thử đi. Hai cân bé thôi. Em sốc lên luôn. Ôi, thật là chị cũng tin em làm được chuyện đấy với cái dáng bóc như thế này. Nhưng mà ở đây không phải là chỗ để làm chuyện ấy. Mà chỗ chúng ta làm chuyện ấy là ở chỗ khác. Chỗ nào ạ? Như bốc vác ở đâu ạ? Đi không? Đi, dạ, đi về đấy chị trả lương cao cho. Đi. À, dạ, đi luôn ạ. À? Cướp hàng rồi. Hẹn lại sau nha.
đấy. Ủa, nào. Chị ơi, sao chị đóng cửa thế ạ? Dồi ôi. Chả hiểu cái gì cả. Nhá, ở nhà chung cư không những về đến nhà phải đóng cửa mà phải khóa cửa nữa, để nội bất xuất mà ngoại bất nhập luôn. Đi vào đây em. Vâng. Đây là nhà của chị. Bây giờ thì em ngồi xuống. Chị ơi. Em vào đây chị thuê em về là bê bát cơ mà. Ừ. Bốc cái gì hả chị? Bây giờ bốc cái gì? Ôi, nhà chị nhiều thứ phải bê vác lắm mà. Cũng không nặng lắm đâu, nó cũng chỉ tầm 50 cân thôi. Với cái sức lực như thế này của em thì không ăn thua gì đúng không? 50 cân. 50 cân em bê gì em bê luôn ạ? Không, cứ từ từ, bây giờ mình phải khảo sát qua nhau một chút đã. Vâng. Chị bảo này, mình giới thiệu bản thân một chút nhá. Dạ. Cái khả năng ấy của em như thế nào? Ấy khả năng ấy. Ấy là gì ạ? Cái khả năng ấy, em sợ ấy mất rồi à? Em thú thật với chị nhá, em mới đi tù về. Hả? Dạ. Cho nên em không biết ấy là gì đâu. Quên đấy. Nào, em bảo này. Em bảo nhá, cái độ mà Juventus nó mới về ấy. Thằng nào nó cũng giỏi lắm. Giỏi gì? Đấy. Ừ rồi ấy. Em biết một đội hot girl nhá, chuyên vào trong đấy chỉ về mê cái ấy của nó thôi. Thật. Em này. Em ở trong ấy về đâu chứ? Em đi 15 năm. Chính cáo. Thế à? Không sao, miễn sao là bây giờ em đã về được đây là tốt rồi. Vâng. Thế chị ơi, ở trong đấy em chỉ giỏi gọi là xoa bóp thôi. Ừ rồi. Đấm. Ừ thì chị chỉ cần như thế thôi. Đầy kinh nghiệm nữa chứ. Nhưng mà em tưởng là hai chị thuê em về là để bốc vác mà. Ừ, bốc vác với cả đấm bóp thì nó cũng kiểu là một liên hoàn cước ấy. Ê, có điện thoại về em đi nhá. Ai gọi đây? Người yêu em gọi. Alo. Em yêu à? Vâng, em nghe này. Anh đang ở dưới nhà rồi. Em xuống liền đây. Ok. Hả? Em đi câu cá với người yêu. Ôi, để chị ở đây một mình á. Cái em xinh xinh này ở lại thì đấm bóp mới được. Nào, thế tôi xấu à? Không, mình vẫn bốc vác được. Này, đi thật à? Trời, em đi thật đây. Đi lâu rồi nhá. Em biết rồi. Đi cẩn thận nhá. Này. Dạ. Em tên gì? Dạ, em Bảo. Bảo ơi, chị Bảo này. Dạ. Đưa tay đây. Chị em mình đi bốc vác và đấm bóp. Sao bảo mua hả chị? Ừ, nhanh. Bốc cái gì hả chị? Em nhìn xem ở trong căn phòng này có cái gì có thể bốc được. À, bốc vác cái tủ này hả chị? Cái tủ này to này, sao em vác được? Hôm nay cũng nghe người ta nói à, chỉ 50 cân đổ lại thôi. Xem ở đây có cái gì đến 50 cân không? Bàn gương ạ. À? Thôi à. Thế hay là cái gối ôm. Trời ơi. Này. Dạ. Ăn xôi không? Xôi á? Chị ơi, từ sáng giờ em thú thật với chị, em hết tiền cho nên chưa ăn sáng. Xôi ngon lắm. Xôi cực ngon luôn. Không những có xôi còn có mận, lê, đào, cam, bưởi nữa. Cả hoa quả. Chị tốt bụng thế, cho em cả xôi cả hoa quả. Thế thì em xin ạ, em cảm ơn, em đang đói. Ăn đi. Dạ vâng, thế em ra em ăn nhé. Các chị ơi, đi ăn hoa quả cơ mà. Hoa quả đây này. Ăn đi cho nó mát rồi. Không chị ơi, ý chị là chị muốn em ấy. Không chị ơi. Em thú thật với chị nhá. Người chị hoa quả thì đẹp. Thế nhưng mà mặt hơi nhầu. Em nói thật đấy. Chị mà trẻ tí nữa thì còn được. Hay tắt đèn đi nhá. Thôi, đầu em nó chọn in vào khuôn mặt của chị rồi. Nó không thay đổi được. Thay đổi được? Nằm im đấy. Cho. Chị đi đâu à? Chị ơi. Ê, chị ơi. Đi. Chị đi đâu à? Đi làm đẹp.
gõ cửa mà đừng thò mặt ra ngoài. Công an bắt đây, được chưa? Chị ơi, chị khóa cửa à? Không ngờ đời mình nó đen thế. Ở trong tù nó đã khổ, bây giờ ra ngoài đời nó còn khổ hơn. Em ơi, chị thiếu thốn đủ đường ấy, cho nên là da mặt chị này càng ngày nó càng khô héo ấy. Mà bây giờ chị muốn đẹp gấp ấy, chị cần đẹp gấp ấy, em có cách nào đẹp gấp? Ôi dồi ôi, em sẽ giúp cho tình yêu trẻ ra 10 tuổi. Trong vòng 1 tháng thôi, toàn bộ những nếp nhăn đều biến mất, vết nám, vết chân chim biến mất luôn. Đang 30 còn có 20 thôi, tình yêu mãi mãi tuổi 20. Đời tôi là của tôi, đời em là của em, và mây xanh kia là của trời cao. Yêu đời thôi. Ôi chị ơi, trời, bây giờ em nhìn chị khác nhiều thế ạ. À? Nhìn kỹ vào mặt người ta lên này. Chị sợ không? Chị có phù thủy nào phù phép phép thuật cho chị mà khuôn mặt chị trẻ ra khoảng 10 tuổi đấy ạ? À? Thì ai bảo đằng đấy chê đây mặt xấu, nên đây phải đi gặp phù thủy biến hình thôi. Tuyệt vời quá. Ai bảo phú phàng chê người ta xấu. Từ nãy là em cứ gần với chị, em ngồi chờ chị cho nên chả biết làm gì, đói quá em ăn chuối. Bây giờ em thấy thân hình của em nó được lưỡng, nó khó chịu. Ăn hết cả nửa này chuối rồi á? Em ăn hết chuối bây giờ em no mà em cảm thấy khỏe. Gì? Em lao động đấy. Cao to đen hoa có không? Có hết, không thiếu bưng gì luôn. Chị không nghe câu gầy là thầy tất cả.